Chiều Rồi, ơi. xin hân ái mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và hôm nay thì em đến với bãi kiểm của bạn Nam, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chà Lách, Bến Tre, để bạn Nam quay giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây mai bonsai cho cô chú anh chị mình mua về mình cho Tết năm 2025 cô chú anh chị ha. Thì hôm nay vườn bạn Nam lên 10 cây nhị ngọc toàn cô chú anh chị ha, hàng bonsai cho cô chú anh chị mình nha. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Và không mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn bạn Nam nha, để bạn Nam quay giao lưu giới thiệu với cô chú anh chị mình ha. Rồi mình chào Nam ha. Rồi chào bạn ha, chào cô chú anh chị gần xa nha. Nên tiếp tục đến cái kênh thì cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một lô nhị ngọc toàn gì cho cô chú anh chị mình nuôi làm chơi đó 2025 nha cô chú anh chị. Rồi. Thì giờ một cây đầu clip là mã số 51X nha. Một cây nhị ngọc toàn dáng thú nha cô chú anh chị. Hàng bonsai nha cô chú anh chị ha. Rồi cái tàn vô dây chỉnh sửa rồi, cái tàn cực kỳ tròn và cực kỳ vip luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Đó, xin thông số cái này luôn nha bạn nhé. Rồi. Bình thân là được 22 nha. Rồi. Củ giấy đặt ở dưới là được 27. Chiều cao là được 61. Này vô chậu dĩa đẹp lắm nha. Tuy nhiên là được 74. Rồi, cái mã số 51X giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.050.000 nha. Rồi, 1.050.000 bao ship luôn các bạn ha. Rồi. Cái cây quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo cây mã số 52X. Rồi 52X cũng là một cây nhị ngọc toàn nữa nha cô chú anh chị. Rồi cây này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi cây này có tàn ha. Rồi tàn có củ nè, củ đặc nè, con thú đang nằm luôn cô chú anh chị. Củ như con thú luôn cô chú anh chị ha. Bình thân là được 21 nha. Củ đặc là được 35. Bình thân 21, củ đặc 35, hai tay đằng trước nè. Chiều cao là 85. Có chân đằng sau luôn nha cô chú anh chị nè. Như đáng con thú đang ngồi nha cô chú anh chị. 69 nha cô chú anh chị. Nè, tay chân nè, bên đây tay chân luôn nè cô chú anh chị ha. Nè, tay nè. Chân này là cô chú anh chị nó chỉ xuống đây luôn ha. Đó. Cái tay này thì nó hơi dư ha. Vậy mình có thể mình cắt bỏ cái tay này, không mình cắt bỏ cái tay này cũng được, như ra con thú đang nằm luôn nha. Rồi. Cây mã số 52X giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1.100.000 nha. Rồi, 1.100.000 bao ship luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây là mã số 53X cũng là một cây nhị ngọc toàn nữa nha cô chú anh chị. Hàng bonsai các bạn ha. Ờ đúng rồi, cây này một con thú nè. Quá trời cái cũ luôn cô chú anh chị. Đẹp luôn cô chú anh chị. Quá trời cái bệ cũ. Rồi, nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị mình. Nguyên lô 10 cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn các bạn. Rồi. Đấy bằng ươm luôn á. Bình thân 24 nha. Củ đế là được 33 nha. Rồi. Nguyên một con hú vàng ươm luôn. Chiều cao là 59. Tuy nhiên là 47. Cây nhị ngọc toàn giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là nhiều. À, 1.200.000 nha cô chú anh chị. Rồi, tại cây này cô chú anh chị mình ha, em thấy có một điểm đặc biệt ở đây cô chú anh chị. Đây, đây, đây. Đó. Cái gì cây nhị ngọc toàn này có nhánh này nó ra đột biến cẩm thạch vậy nè cô chú anh chị ha. Nè. Mình về mình nghiên cứu thêm cái nhánh này ha. Nếu như mà nó lên cẩm thạch nữa thì cũng lên cái cây nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. À, vừa có xanh vừa có cẩm thạch cô chú anh chị ha. Mình chơi lá cũng rất là đẹp nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 54X cũng là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Cây này đế cũng rất là quái luôn cô chú anh chị. Cái dạng tàn cô chú anh chị ha, đều rang luôn cô chú anh chị ha. Nhị ngọc toàn nha, hàng bảo hành giống, bao chuẩn giống, bảo hành giống cho cô chú anh chị mình hết ha. Dạ. Bình thân là được 22. Rồi. Cây lên tượng chiều này. Cao là 65. Tuy nhiên là được 56. Rồi cái nhị ngọc toàn em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.250.000 nha. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là mã số 55X. Rồi. Cũng là một cây nhị ngọc toàn luôn nha cô chú anh chị. Cái tàn quá đã luôn cô chú anh chị ha. Tàn tròn lắm cô chú anh chị. Em đã vô dây chỉnh sửa hết rồi ha. Rồi. Em để hú luôn. Bình thân là được 19 nha. Rồi. Tổng cái đế hú là được 32. Chiều cao là được 85. Tán ngang là được 69 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi cái nhị ngọc toàn mã số 55X giao lưu của chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1.300.000 nha. Rồi 1.300.000 ha. Rồi. Hay quá trời bự luôn cô chú anh chị ha. Rồi cây. Tiếp theo là mã số 56X cũng là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Rồi ôi cái tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Tàn thông luôn. Bình thân là được 17 nha. Rồi. Chiều cao 77. Tuy nhiên là 66.
cái nhiều gốc tàn mã số 56X giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1 triệu nha. Rồi, mà đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 57X cũng là một cây nhị gốc tàn nha cô chú anh chị. Rồi cái tàn cũng có cái tàn ha. Mình thân là được 18. Cũ đặt là được 25. Chiều cao là 75. Tới ngang là được 58. Rồi cái nhịp tàn mã số 57X giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1 triệu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 58X cũng là một cái nhịp tàn luôn. Đế VIP nha cô chú anh chị. Hẹn bao chuẩn giống bảo hành giống cho cô chú anh chị mình ha. Rồi. Mình thân là 23. Rồi, nguyên cũ. Cũ đặt là được 47. Chiều cao là 72. Tới ngang là 52. Rồi cái mã số 58X này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1.200.000 với ship nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 59X cũng là một cây nhiều tàn nha cô chú anh chị. Cái tàn khủng khiếp cái tàn ha. Rồi. Quỳnh Hân là được 19. Rồi. Rồi, chúng ta thử cái tổng đế cũ em. Cũ đặt ha. Cũ đặt là được 30. Rồi. Chiều cao là 72. Tất nhiên là 60. Rồi. Rồi, cái này video của giới của chú anh chị mình giá 1.1 triệu nha, mã số 59X. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo là mã số 60X cũng là một cây nhiều tàn nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này đế hú luôn nè. Chung mà lô này đế đẹp không cô chú anh chị? Tài con lại nha cô chú anh chị. Bình thân là 18 nha. Rồi. Bề đế là được 50. Chiều cao là 80. Tán nghe là 56. Rồi. Rồi cái này em lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1.250.000 nha. Rồi cái này cuối clip luôn cho bạn. Rồi cây mã số 60X cũng là một cây cuối clip luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip á. Rồi rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip rồi. Ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian qua thì rất mong cô chú anh chị mình xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.